Jay Carr, and today we are going to talk about Bill. Xin chào, đây là thầy Gary, thầy chủ nhiệm lớp của bé Đức Mạnh, còn em Khánh Trang là trợ giảng của bé. Hôm nay em và thầy xin được nhận xét về quá trình học của Bill trong suốt khóa sinh viên vừa rồi. Overall, he continues to show a great understanding of the English language. He just needs to double check his answers to weed out any grammar errors when writing. In class, he continues to be keen and enthusiastic, but sometimes he can speak too much Vietnamese, so needs to be careful with that. But usually makes a good effort overall and shows good leadership qualities. Về phần học của Bill ở trong lớp thì thầy có nhận xét là con nắm tiếng Anh cũng như là việc tiếp thu bài của con ở trong lớp rất là tốt. Tuy nhiên thì khi mình làm bài, con cần kiểm tra lại một số cái lỗi sai liên quan đến ngữ pháp trong câu trả lời của mình. Ở trong lớp thì thầy còn thấy con học rất là chăm chỉ và năng động và nhiệt tình. Thỉnh thoảng thì con vẫn còn hơi nói tiếng Việt. Tuy nhiên thì khả năng nói tiếng Anh của con cũng rất là tốt.